À, xin chào các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái buổi uh, liên quan đến ăn thô và nấu chín à, nội dung này nó khá là nhạy cảm vì là có nhiều cái trường phái khác nhau à, hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài nói về sinh khả dùng những thực phẩm ăn thô và nấu chín chúng ta sẽ tìm hiểu các cái quan điểm về dưỡng sinh liên quan đến các thực phẩm thô và như thế nào à. Điều đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về ăn thô và nấu chín. À, các bạn sẽ nghe rất là nhiều cái tài liệu nói về rằng việc là ăn thô nó sẽ có rất là nhiều dinh dưỡng. À, còn khi nấu lên nó mất dinh dưỡng rồi, cho nên là ăn thô nó tốt hơn. Đó. Vì vậy theo tự nhiên nhiều người nghĩ rằng như vậy ăn sẽ khỏe hơn bởi vì thực phẩm thô chứa rất là nhiều dinh dưỡng và thỉnh thoảng cũng có trường hợp đúng nhưng mà sự thật sẽ nó sẽ phức tạp hơn. À, khi nghiên cứu về những thành phần tốt cho sức thực phẩm thì ông michael greger một cái nếu mà các bạn đọc nhiều về plant based thì sẽ biết là cái tác giả này ông này ông là một bác sĩ và ông có rất là nhiều cái bài viết và ông có một cái hạn một cái website về cái nội dung đó, các nội dung liên quan đến sức khỏe à, và khi mà ông nghiên cứu về các thành phần tốt cho thực phẩm thì ông đã cho rằng không phải tất cả những gì bạn ăn là những gì bạn có thể hấp thu được đó có nghĩa là các bạn phải ghi nhớ cái câu này. Không phải tất cả những cái gì bạn nạp vào trong cơ thể của các bạn là những gì bạn có khả năng hấp thu được. Đó là nguyên nhân tại sao các bạn thấy có nhiều người ăn rất là nhiều nhưng mà vẫn gầy. Có nhiều người ăn rất là ít mà vẫn béo. Có nhiều người là đủ chất nhưng mà có khá nhiều người là không đủ chất lại thiếu chất này chất nọ. Nếu mà tất cả những cái gì mà bề mặt dinh dưỡng như vậy mà nạp vào mà hấp thu hết thì sẽ không ai bị thiếu máu không ai thiếu canxi không ai bị thiếu vitamin này vitamin kia nữa nhưng mà nguyên nhân ở vấn đề là vì không phải tất cả những gì bạn ăn hết vào cơ thể thì nó hấp thu hết toàn bộ và vào năm 2010 trong một nghiên cứu được tổ chức dinh dưỡng American Journal tức là tạp chí của Mỹ thì họ đã tìm thấy rằng họ đã dùng một cái gọi là một cái cuộc thí nghiệm để họ họ lấy hai nhóm người hai nhóm người phụ nữ và một nhóm người thì ăn theo chế độ phương Tây, tức là ăn theo chế độ bình thường theo những cái dinh dưỡng được khuyến nghị bởi các cái nhà khoa học và cho rằng nó những thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Và một cái nhóm khác người ta sẽ sử dụng các một chế độ ăn thô, tức là các thực phẩm được để nguyên si và sau đó người ta ăn luôn, người ta không có qua chế biến, không qua lửa. Và ở đây lúc sau đó sau khi mà cái cái quá trình nghiên cứu khoa học đấy kết thúc thì người ta thấy rằng là những người ăn thô à, tham gia ăn thô tiêu thụ nhiều beta carotene mỗi ngày hơn nhiều những nhóm khác tại vì họ ăn những cái rau củ sống mà thì cho nên nó có chứa rất là nhiều beta carotene so với những nhóm khác là so với cái nhóm mà ăn các cái thực phẩm dinh dưỡng kia nhưng cuối cùng khi những người dùng chế độ nấu chín lại hấp thu hầu hết những chất dinh dưỡng chống oxy hóa trong khi đó cái người mà tiêu thụ những sản phẩm thô chứa như beta carotene nó lại là những cái thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa. Nhưng mà khi hấp thu vào cơ thể thì cái lượng hấp thu vào cơ thể nó lại ít hơn so với những người mà nấu uh, dùng cái chế độ ăn nấu chín. Đó là cái công trình nghiên cứu khoa học của tạp chí dinh dưỡng American Journal người ta đã 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 công bố để chúng ta thấy rằng là những người ăn thô chưa chắc đã là hấp thu toàn bộ cái dinh dưỡng như là đang có mà chính là những người nấu người tham gia vào quá trình ăn mà được nấu nướng cẩn thận nó lại có cái hàm lượng những cái chất dinh dưỡng chống oxy hóa nó cao hơn và điều này cho thấy rằng khi bạn nấu rau củ thì nó sẽ mất đi một số dinh dưỡng nào đó nhưng mà những loài dinh dưỡng còn lại nó sẽ giúp cho bạn hấp thu dễ hơn và cái cách mà chúng ta nấu chín rau củ cũng giúp cho các bạn có nhiều cái khoáng tố hơn bởi vì sao khi nhiệt nó sẽ phóng thích canxi và làm cho khoáng chất sẵn sàng hấp thu vào cơ thể của bạn. Theo một nghiên cứu khác vào năm 2009 của COVID Spring Haber Sympathy về sinh học định lượng do Đại học Harvard tổ chức, thì người ta nhận thấy rằng nấu chín những thực phẩm nó sẽ mang lại những cái lợi ích như sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ dễ dàng trong việc nhai. Đúng như rồi, các bạn nấu chín nó mềm hơn thì nó sẽ dễ, dễ nhai hơn. Còn các bạn để thô là các bạn sẽ nhai rất là cực lực vì nó, nó sẽ giòn, nó sẽ cứng hơn nên chúng ta khó nhai hơn. Điều thứ hai, nó sẽ tăng cường khả năng, uh, nếu mà nấu chín thực phẩm thì nó sẽ giúp cho việc tăng cường khả năng uh, tiêu hóa hơn. Và điều thứ ba, nó cải thiện giá trị năng lượng của thực phẩm. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng vì nó cải thiện năng lượng. Một số minh chứng cho thấy rằng thực phẩm nấu chín sẽ giúp phát triển bộ não con người bởi vì nó gia tăng năng lượng trong chế độ ăn và giúp dễ dàng khi nhai, nuốt, tiêu hóa và hấp thu thực phẩm. Đó thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị năng lượng khi mà có giá nhiệt vô nó đã khác hẳn rồi. Nó đã khác hẳn và nó tăng năng lượng lên. Cho nên thực ra khi mà những người ăn những cái thực phẩm nấu chín và nấu chín kỳ lên bếp thì người ta sẽ ấm áp hơn, người ta có năng lượng hơn, người ta có cái gọi là cái sức mạnh hơn. Còn những người ăn thô sau khi họ ăn thô xong buộc lòng họ phải phơi nắng họ làm rất nhiều việc nhưng mà cơ thể của họ sẽ lành hơn đó là cái điều đương nhiên và họ có khả năng thiếu năng lượng hơn so với những người ăn đồ nấu chín và thỉnh thoảng việc gia nhiệt cho cái thực phẩm sẽ giúp cho bạn uh, các cái loại rau củ của bạn nó gia tăng cái hàm lượng dinh dưỡng hơn uh, cái có chín loại rau củ sau giúp bạn hấp thu tốt hơn khi nấu chín Điều thứ nhất đó là chính là rau cải chân vịt à, Rau cải chân vịt hay còn gọi là rau bina Thì cái rau này á, mà các bạn ăn sống là nguy cơ đó. Mà tôi thấy rất nhiều người họ dùng cái rau cải chân vịt để họ xay sống ra Thực ra cái rau cải chân vịt này bình thường của nó chứa rất là nhiều axit oxalat Nếu các bạn ăn không cẩn thận nó sẽ gây ra sản thật Cho nên là đối với cả dưỡng sinh á, mà dùng rau cải chân vịt là trước hết như hôm qua Như cho hướng dẫn các bạn là gì ạ? À? Chúng ta chân qua bằng nước ấm Trần qua bằng nước sôi và sau đó các bạn sẽ xả lại dưới vòi thì làm như vậy nó sẽ giúp cho cái rau cải chân vịt nó nó loại bỏ được đa số cái axit oxalate. Sau đó chúng ta có thể xào hoặc trộn hoặc là nấu canh để giúp cho cái rau cải chân vịt này nó hấp thụ tốt hơn. Và đặc biệt là khi hấp lên rau cải chân vịt vẫn giữ lại được folate vitamin B giúp cơ thể sản xuất ADD DNA. À, thì cái này là chúng ta để ý là rau cải chân vịt là không nên ăn sống mà nên nấu chín. Loại thứ hai là măng tây. Một nghiên cứu vào năm 2009 trong nghiên cứu của tạp chí khoa học công nghệ thực phẩm thế giới đã tìm ra rằng măng tây nấu chín sẽ gia tăng chất chống oxy hóa và những tác nhân chống ung thư lên tới 60 đến 25%. Có nghĩa là măng tây mà nấu chín và xào lên chín mềm thì nó sẽ giúp có cái chất oxy hóa được tăng lên cũng như cả các cái tác nhân chống ung thư tăng lên. Tiếp theo là cà chua theo một nghiên cứu khoa học năm 2002 xuất bản trên tạp chí Nông nghiệp và hóa thực phẩm đã tìm ra rằng nấu chín nó thực sự gia tăng lượng lycopene trong cà chua và cũng như lycopene là một chất chống oxy hóa tan trong chất béo. Điều này có thể là dễ dấp, dễ hấp thu hơn khi bạn nấu cùng một chút dầu chất lượng cao. Và ở đây thì các bạn để ý là cà chua, đương nhiên các bạn ăn sống thì nó cũng sẽ có nhiều vitamin này kia. Tuy nhiên là nếu chúng ta nấu chín cà chua nó tốt hơn rất nhiều và nó có chứa lycopene nên nó hấp thu được và đặc biệt khi chúng ta xào với dầu về bản chất đối với trong dưỡng sinh thì người ta quan điểm rằng cà chua rất là âm nếu các bạn ăn sống cà chua quá nhiều tự nhiên vào mùa hè các bạn có thể làm salad một ít cũng được nhưng mà số lượng ít thôi còn nếu các bạn thường xuyên ăn sống cà chua nó gây lạnh và nó rất là âm và vì vậy nó làm cho cơ thể bạn bị hàn khí cũng như là gây các cái bệnh liên quan đến vấn đề về viêm phổi hoặc là à, nói chung là nó sẽ dễ gây sổ mũi ở nhiều việc khác ha. thì đó có nghĩa rằng là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cà chua thì nên nấu chín và cái kỹ thuật xử lý số cà chua của thực dưỡng rất là hay. À, như trong muốn chia sẻ với các bạn, bản chất là cà chua nó rất là âm là một thứ hai là cà chua nó lại có tính hàn cho nên là nếu các bạn muốn ăn cà chua tốt đó thì việc đầu tiên là đối với dưỡng sinh đó, là để làm sốt cà chua nó có một kỹ thuật rất đặc biệt các bạn thử xem và các bạn kiểm tra xem là cái các bạn làm sốt như vậy thì cái mùi vị nó như thế nào ở à, đây cũng là bài tập về nhà mọi người có thể thực hành đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy cà chua các bạn đổ nước sôi vào và bóc vỏ cà chua sau đó các bạn ủ muối tức là sóc muối vào và sau đó các bạn đi phơi nắng sau khi phơi nắng xong các bạn sẽ đưa vào máy sinh tố và các bạn xay mịn nó ra và các bạn xào nó với dầu cũng như hành hay cái gì đó sau đó thì nêm gia vị với muối và đường và cuối cùng các bạn sẽ ra được một món sốt cà chua rất là thơm ngon à, tuy nhiên là cái cách xử lý và vi phơi nắng còn với lại rắc muối nó làm dương hóa cái quả cà chua lên là một và thứ hai nữa nó làm cà chua nó đậm đà hơn à, và cái việc mà để chúng ta hấp thu được cái lycopene thì chúng ta buộc phải làm cho nó xào ở trên dầu và cái dâu đấy nó giúp cho chúng ta có khả năng hấp thu nó tốt hơn nên là đối với cà chua các bạn nên 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 xào lên và làm làm sốt thì nó rất là hay tiếp theo là các loại thực phẩm khác là gồm có nấm nấm lưu trữ các chất chống oxy hóa khi được nấu chín một nghiên cứu vào năm 2006 xuất bản tạp chí hóa thực phẩm đã cho thấy rằng nhung nhiệt sẽ gia tăng đáng kể các hoạt động chất chống oxy hóa của nấm nông cô thì các bạn cũng biết rằng là nấm nó trụ trong nhóm thức dưỡng là măng ca và nấm là những món rất âm nếu chúng ta không gia tăng nhiệt lên mà chúng ta ăn sống nấm thì nó rất là nguy hiểm nó rất là âm và nó dễ dây tiêu chảy hoặc là bị hàn lạnh nên là chúng ta sẽ không bao giờ ăn nấm mà ăn sống cả khoai tây nhìn chung khoai tây thô chứa rất là nhiều tinh bột biến chứng có thể gây ra khí ga và đầy hơi khoai tây thô cũng có những chất dinh dưỡng cản trở quá trình hấp thu các loại vitamin và hoặc chất thiết yếu và những chất kháng dinh dưỡng này sẽ giảm đi khi bị nấu chín. Khoai tây cũng là một thực phẩm rất là âm và nó có cái tinh bột biến biến tính cho nên là nó làm cho chúng ta sẽ bị đầy hơi nếu chúng ta ăn sống. Vì vậy khoai tây đương nhiên là phải nấu rất là cẩn thận. Để mà làm dương hỏa khoai tây chúng ta nên uh, luộc khoai tây trong nồi áp suất cùng với một chút muối nó sẽ dương hỏa hơn. Hoặc là các bạn sẽ thái khoai tây ra các bạn chiên chiên trên chiên, chiên ở trên cái gọi là chiên ở trong lửa ở trong trong dầu mà dầu dầu gọi là chiên sâu á chiên sâu trong dầu thì cái điều này nó làm dưỡng hỏa khoai tây hơn à, chúng ta có thể ăn được một ít số lượng ít vào những lúc khỏe mạnh còn nếu bà nào bị tiểu đường này hoặc là bị người hàn lạnh này hoặc bị các vấn đề liên quan đến âm thì chúng ta sẽ không sử dụng khoai tây tiếp theo là cần tây cà rốt và đầu cô ve Nghiên cứu năm 2009 xuất bản của tạp chí khoa học về thực phẩm đã thấy rằng hai loại rau củ ăn khỏe mạnh hơn khi nấu chín nó là chặt cà rốt và cần tây. Đầu của ve cũng vậy, chỉ là không nên luộc hoặc là ninh trong nồi áp suất mà thôi. Có nghĩa là đầu của ve các bạn có thể luộc sơ thôi, đừng còn ninh trong nồi áp suất nó sẽ nát ra và nó mất màu xanh. Nấu và làm súp cà rốt cỏ cả, cả vỏ nó sẽ gia tăng rất nhiều lần năng lực chống oxy hóa gấp 3 lần. nướng cũng làm tăng dinh dưỡng. thì đối với cà rốt, và 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 rốt và cần tây chúng ta nên xào nên nấu hoặc là nướng hoặc là luộc hấp gì đấy nó tóm lại là chúng ta nấu chín nó thì cái khả năng có hấp thu được cái chất chống oxy hóa nó cao lên gấp 3 lần à, các loại đầu đổ à, các bạn lưu ý là các loại đầu đổ thì nó có một cái loại enzyme ở bên ngoài các hạt đậu và để gây khó trong việc trần khó hấp thu cũng như là đầy bụng bà nào mới chuyển đổi sang ăn chay mà không xử lý đúng đầu đổ thì nó sẽ làm khó hấp thu vì vậy đối với đậu đổ thì hầu hết các loại đậu là chúng ta không ăn thô được. Buộc lòng chúng ta phải ngâm, ví như chúng ta có 3 bước xử lý đậu. Bước 1 là chúng ta sẽ ngâm trong nước, chúng ta sẽ ngâm đậu vào trong nước rửa bằng nước muối ấm. Bước 2 chúng ta sẽ rửa sạch ở dưới vòi và bước 3 đổ nước muối vào ngâm ngâm và xong qua đêm chúng ta nấu với ta bu Thì như vậy nó sẽ làm cho đậu dễ hấp thu hơn. Và đa số là đậu sẽ ninh ở trong trong nồi áp suất rồi. Đó, cho nên nếu mà đậu ăn thô thì nó rất là sình bụng, khó tiêu. Đó, cho nên là có nhiều trường hợp người ta cũng sẽ là lấy đậu xong người ta ngâm ủ này mâm. Thì nó cũng dễ dàng tiêu hóa hơn. Nhưng mà tóm lại vẫn phải ngâm đậu, vẫn phải hầm đậu chứ không có được ăn sống. À, về mặt sinh học, một nghiên cứu vào năm 2013 đã xuất hiện rằng là sinh hóa thực phẩm. À, trong trong cái tạp chí sinh hóa thực phẩm đã tìm thấy cả đầu này mâm và đầu nấu chín đều gia tăng lợi ích về sức khỏe. À, kể cả các bệnh liên quan đến thần kinh và chống ung thư. Tóm lại là các cái loại này nên nấu chín thì nó sẽ có giá trị hơn so với việc ăn khô. Tiếp theo là chiên. Chúng ta sẽ không phải là nấu hâm đậu nữa mà chúng ta chiên. Thì chiên tạo ra gốc tự do và các cái chất tạo tác gây ung thư. Và những điều này có nguy cơ phá hủy tế bào. Những những thực phẩm chiên chữa tràn phát những chất béo không bão hòa gây khoảng hóa và liên quan đến bệnh ung thư. Tóm lại là tất cả các loại thực phẩm nếu mà chúng ta ăn theo kiểu hấp luộc hầm thì nó tốt hơn ở trong cái việc chiên vì chiên có cái lửa nó hơi cao nên chúng ta phải giả hạn chế trừ trường hợp chúng ta khỏe mạnh hoặc là chúng ta nấu cho những em bé ăn chẳng hạn thì chúng ta có khả năng chiên nhưng mà các bạn phải để ý đến cái dầu dầu nó phải là ở cái điểm nó vừa vàng chứ nếu các bạn chiên mà để dầu quá nóng mà nó bốc khói thì các bạn buộc phải đổ cái dầu ấy đi có nhiều khi các bạn không để ý và dầu dầu nó tăng nhiệt quá cao hoặc là các bạn đốt nhiệt ở dưới nó ở cái nước cao quá cho nên dầu bốc khói dầu bốc khói vô cùng độc hại kể cả chúng ta dùng dầu thủ công hay là dầu công nghiệp mà bốc khỏi đều đa số không nên dùng chúng ta phải loại bỏ hấp sẽ luộc uh, sẽ hấp sẽ tốt hơn luộc vì nó giữ trữ những chất chống oxy hóa trong rau củ tức là nếu các bạn muốn mà để đảm bảo được hấp thu được tối đa dinh dưỡng các bạn sẽ thay vì luộc các bạn sẽ hấp mà còn nếu hấp à, nếu mà luộc á à, các bạn hấp sẽ tốt hơn là luộc. Nhưng mà nếu các bạn à, muốn luộc á thì các bạn không sao các bạn sẽ ăn luôn ở nước thì nó tốt hơn là chỉ có luộc không. Đó. À, ăn nhiều các loài rau củ luộc có thể gia tăng cái lượng mất đi Có nghĩa là giả sử các bạn sợ là mình mình luộc lên xong rồi mình ăn nó thiếu chất thì mình sẽ ăn tăng cái lượng lên là được. Cũng như vậy giữ lại nước luộc và dùng nó nấu các loại món súp thì bạn sẽ hấp thu được nhiều hơn các chất dinh dưỡng ha. Tiếp theo là về vấn đề về nhiệt độ ha. Nhiệt độ sẽ làm phá hủy các enzyme nhưng chúng ta có thể bổ sung thêm cái enzyme men tiêu hóa. Một người khỏe mạnh sẽ không gặp vấn đề gì khi mà tổng hợp các loại enzyme cần thiết cho tiêu hóa. Thực ra nói điều này là để làm gì? Bởi vì là rất là nhiều người ăn thô họ sẽ nói rằng là a à, nấu gia tăng nhiệt nó sẽ mất enzyme mà về vậy mà nó đường tiêu hóa nó kém. Tuy nhiên là chúng ta có khả năng bổ sung lại được cơ thể chúng ta nhờ những cái món ăn khác nó có chứa enzyme. À, trong vậy như vậy thì có một tư những có một vài lợi ích mà liên uh, tiêu hóa tốt hơn nhờ việc ăn thêm các enzyme từ các loại hoa quả đau củ thô thì ít có bằng chứng cho thấy rằng đây là lý do chính đáng để cho chúng ta chuyển sang chế độ ăn thô. cho nên là những người bạn nào mà ăn thô và gặp, gặp thực dưỡng là sẽ bị chống đối rất là kịch liệt bởi vì cái tư tưởng của hai cái phương pháp này nó hoàn toàn khác nhau. thì uh, trong khi trong khi là thực phẩm thô nói với thực dưỡng cái gì cũng hâm nấu hết nó làm cho cái việc là mất hết enzyme rồi làm cho um, mất vitamin vân vân à, thì thực dưỡng sẽ nói với cả người ăn thô rằng là những người ăn thô thì sẽ không nấu chín được thực phẩm nó gây cho vấn đề hấp thu khó hơn à, ngoài ra thì sẽ gây lạnh à, rất là nhiều cái việc nó xảy ra giữa hai cái phương pháp khác nhau như thế này tuy nhiên cái điều này cả việc bạn quyết định ăn thô hay là ăn thực dưỡng thì tùy thuộc vào cái mục tiêu của các bạn, cụ thuộc vào cơ thể của các bạn và tùy thuộc vào cái Gọi là cái bệnh lý các bạn nên dùng phương pháp nào Thì các bạn có thể test thử Và các bạn thấy cái lợi ích khi mình sử dụng Một cái phương pháp à, nhất định nào đó Tuy nhiên là à, Có một vài trường hợp Một số thực phẩm ăn thô sẽ có lợi Ngoài cái việc những cái thực phẩm Vừa rồi chúng ta nói là phải nấu chín có lợi Thì có một số thực phẩm thô khá là có lợi à, Nhưng mà những loại này Bạn vẫn có hoàn toàn có thể nấu chín được Tùy bạn à, Một cái loại thứ nhất đó chính là ớt chuông ớt chuông cho dù là ớt đỏ, xanh hay cam ăn thô sẽ tốt hơn. Loại này nếu nấu chín sẽ mất 75% chất chống oxy hóa. Nên ớt chuông chúng ta nên uh, nên ăn sống, làm salad hoặc là làm gỏi. Uh, hoặc là các bạn có khả năng giống như bình thường như châu mà xào rau các thứ thì như châu sẽ xào rau này, uh, xào các loại yếu như, mì thử xong rồi. Thì như châu sẽ thải rất là mỏng cái ớt chuông ra và như châu cho vào và đảo đều và gọi là hơi tải cho nó mềm xíu dễ ăn thôi. Cái như châu thường là không nổi chỉ nhũn cái ớt chuông ra. À, vì nó mất cái chất, cái chất ông chống oxy hóa cho nên là mình chỉ à, đưa vào vào lúc cuối thôi. chuông sơ thường là như cháu sẽ để vào lúc cuối. À, tiếp theo là bông cải. Bông cải thô chữa 3 lần chất chống oxy hóa. Tuy nhiên bông cải mà các bạn ăn sống thì hơi khó. Cho nên là thường bông cải trong dưỡng sinh là thầy làm đồ mùi chua. Đồ mùi chua thì có nhiều cách lắm thực ra không phải bông cải nhưng mà đối với tất cả những cái thực phẩm khác của của thực dưỡng mà làm đồ muối chua nó rất đa dạng muối chua với dấm mơ muối chua với nước tương tamari muối chua với miso muối chua với muối cảm cảm gạo à, rồi muối chua với lại uh, dấm táo vân vân nhưng là nhiều loại hết chúng ta có thể đang sử dụng rất là nhiều kiểu khác nhau để chúng ta muối chua cái đồ này để chúng ta ăn à, bông cải mà làm kim chi cũng được nữa À, tiếp theo hành tây, hành tây nấu chín cũng có nhiều lợi cho sức khỏe, hành tây thô còn chứa chất chống kết tập tiểu cầu tốt cho tim mạch, tức là hành tây thô thì dược sư sẽ làm gọi là salad nén, thì người ta thái hành tây xong người ta xắt uh, muối với lại uh, giấm mơ, cũng có một cái món salad rất là hay ho, ăn với là cơm rang hoặc là ăn với các loại bánh mà chiên à, thì chúng ta dùng thêm cái đó. Tỏi Tỏi thô sẽ chứa hợp chất lưu huynh có tác nhân chống ung thư, nấu chín sẽ phá hủy hợp chất lưu huynh này, khi nấu chỉ nên cắt nhỏ ra để 10 phút rồi hằng nấu cách này sẽ làm, làm giúp cho chất chống chống oxy hóa được hình thành. thì tổng lại các bạn muốn làm tỏi thì các bạn nên băm tỏi ra và để một lúc khoảng tầm 50 phút. sau đó các bạn nên nên, nên uh, dù như nếu mà các bạn khử hành, khử tỏi cho một cái món ăn thì các bạn làm từ đầu còn đâu, nếu không thì cuối cùng dù như sau thì các, các bạn sau đó ngủ các bạn này các bạn đời cuối cùng uh, rồi mới thảm cái tỏi vào sau cuối cùng và cuối cùng thì nó có khả năng là nó ở vàng mà hơi hơi tải thì nó sẽ ngon hơn tiếp theo là rau cải kết rau cải kết là rau cải mà bây giờ hiện nay Việt Nam cũng khá là 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 phổ biến thì rau cải kết nó cũng là một cái thực phẩm mà chúng ta có thể ăn thô được ha thì ăn rau cải kết thô hàng ngày sẽ giúp cho cải thiện được cái tình trạng bị tuyến giáp bệnh về tuyến giáp thì ăn cải kết nó rất là ổn ha thì chúng ta có thể làm rau cải kết thái mỏng ra và chúng ta làm kim chi cũng ăn cũng được còn không thì các bạn làm như là thái mỏng ra và các sau đó các bạn làm salad để ăn với các loại mì hoặc là bún phở. Tốt nhất là nên kết hợp cả nấu chín và ăn thô để tạo tiền đề nhiều màu sắc cho bữa ăn của bạn. Và đó là cái kết quả cuối cùng. Đối với cả dưỡng sinh, người ta cũng sẽ yêu cầu là bạn có khả năng sử dụng khoảng 2 phần nấu chín và một phần ăn thô. Thì cái điều này nó vừa bổ sung enzyme mà nó vừa là có những thực phẩm chín tốt cho sức khỏe. thường là chúng ta ăn hai phần chín và một phần thô cái này nó đề cập đến những người khỏe mạnh thì mới dùng được chế độ này còn nếu mà những người ốm yếu đường ruột kém thì chúng ta phải dùng toàn bộ là nấu chín phong tránh kỳ ga và sinh bụng cái trường hợp này rất dễ xảy ra đối với những người ăn chay mới bắt đầu chuyển sang ăn chay từ một cái người ăn rất là nhiều protein này ăn nhiều carbon hirat là tinh bột vân vân sau đó các bạn lại chuyển sang chế độ ăn chay rất là nhiều chất xơ thì nó cũng sẽ bị xây sinh bụng hoặc là có một số món ăn chúng ta chỉ biến không đúng nó cũng bền xuyên bụng thì phòng tránh khí ga thì chúng ta sẽ có chín biện pháp biện pháp số 1 là gia tăng quá quá nhanh cái lượng chất xơ cái nguyên nhân mà khiến cho việc chúng ta bị đầy hơi đó là gia tăng cái lượng chất xơ quá nhanh như vậy chúng ta hãy gia tăng từ từ tức là chúng ta chuyển đổi sang chế độ ăn chay dần thôi thì nó không bị tình trạng này tiếp theo là chúng ta cần phải cắt giảm những cái thực phẩm không cần thiết gây nên khí ga đó là ví dụ như các loại nước uống có ga à, hoặc là các bạn đồ muối chua mà lên men quá mức tức là đáng ra chúng ta làm đồ muối chua ba ngày ăn được chúng ta để năm bảy ngày thì lúc đó nó rất là nhiều khí ga thì chúng ta sẽ không nạp vào các thực phẩm dạng như vậy tiếp theo đó là khi tăng chất xơ nhờ tăng lượng nước uống có nghĩa là khi các bạn chuyển đổi sang chế độ ăn chay các bạn gia tăng cái lượng rau củ quả và các loại chất xơ nhiều hơn thì lúc này các bạn buộc phải tăng số lượng nước lên thì nó giảm cái tình trạng bị đầy hơi đu đủ và dừa tươi có khả năng giúp giảm khí ga nếu các bạn có thể ăn một mẩu sau bữa ăn chứ trường hợp bàn bì đó là dày thì chúng ta sẽ không à, không dùng dừa không dùng thơm đó thơm dừa thì nó sẽ không dùng à, đu đủ và dừa tươi tiếp theo là xem xét các loại men tiêu hóa để phòng tránh khí ga chúng ta có thể bổ sung thêm vấn đề bổ sung thêm men tiêu hóa khi chúng ta mới chuyển đổi sang chế độ ăn à, ăn chay tiếp theo là dùng thêm trà gừng hoặc cho thêm gừng vào chế độ ăn của mình các bạn có thể dùng gừng mật ong hoặc là dùng trà ban trà gừng nó cũng là một trong những cái tác nhân mà giảm được cái vấn đề vi sinh bụng và 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 đầy khí ga Tiếp theo là thực phẩm lên men giúp cải thiện đường tiêu hóa, giảm khí ga như là sau kimchi kim chi và tempe à, những cái thực phẩm lên men này nó giảm khí ga cho nên chúng ta ăn đều đặn. Nếu bạn không dung nạp gluten hãy giảm gluten tác động à, tránh tác động đến hệ tiêu hóa. Thì nếu các bạn là cái người bị dị ứng gluten thì tất cả các sản phẩm từ lúa mây, lúa mạch thì chúng ta phải rất là hạn chế sử dụng. Thì cái điều này nó sẽ không cản trở đến cái việc là bị sinh bụng. À, tiếp theo là cái sinh khả dụng của thực phẩm. Thì trong hồi nãy chúng ta đã đi qua 10 bước rồi à, 9 bước, bây giờ chúng ta đi đến cái bước số 10 Tránh các chất béo tinh chế, chất béo trong hạt và cỏ bơ thì tốt hơn Thì đối với những người mà bị hay sinh mụn Thì chúng ta phải loại bỏ các cái chất béo tinh chế Bơ, phô mai này kia là nó sẽ không tốt Và lúc đó chúng ta sẽ sử dụng chất béo trong hạt và cỏ bơ ở trong hạt hành nhân ốc chó rồi này kia mấy cái hạt đó chúng ta có thể rang lên xay mịn và trồn vào với cả các loại À, gọi là muối mè để tạo thành một cái món muối ăn tốt cho sức khỏe hoặc là các bạn sẽ sử dụng các loại như quả bơ làm salad hoặc là như hôm nay như là có món quinoa nấu với quả bơ có như trộn quinoa với bơ, cũng hay à, và một cái ý nữa mà giúp các bạn phong tránh được cái khí haga trong bụng đó là nhớ là ngâm đầu trước khi nấu à, nếu nấu đầu bằng hộp thì nhớ xả nước rất là nhiều lần dưới vòi để mà mà, mà 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 loại bỏ cái chất uh, độc tố hoặc là những cái chất bảo quản mà không nên là mở cái nắp hộp uh, đậu gì đấy ra mà đổ vào, vào nấu liền mà chúng ta nên mua những loại đậu thô và sau đó khi chúng ta đổ nước rồi đi và thay vậy hai ba lần nước mới cho nó sạch hết rồi xong rồi chúng ta phải mang vào nấu và 13 đó là hoạt động thể thao mỗi đi bộ khoảng 2 đến 3 lần mỗi ngày và mỗi lần khoảng 30 phút thì đúng như là chúng ta thực hành cái bước bảy bước thực hành lối sống hiưỡng sinh đó chúng ta phải đi bộ hàng ngày thì đi bộ này nó giúp giảm được cái vấn đề là uh, nó bị khí ga đầy hơi uh, sau đây là những cái yêu cầu hay là những cái gợi ý giúp các bạn có thể nuôi dưỡng một hề men vi sinh vật khỏe mạnh khi các bạn đang ăn một chế độ ăn mặn và chuyển sang một chế độ ăn chay thì thông thường là cái men tiêu hóa của bạn không có đủ bởi vì là cái số lượng men tiêu hóa mà tiêu hóa thực phẩm uh, liên quan đến uh, các cái số lượng men tiêu hóa tiêu hóa những cái thực phẩm mà liên quan đến động vật Ngày xưa rất là nhiều. Bây giờ chúng ta chuyển đổi sang ăn chay thì những cái men tiêu hóa mà tiêu hóa thực vật chúng ta rất là ít. Cho nên chúng ta cần một cái thời gian rất dài chúng ta ăn các đồ mùi chua, ăn thêm súp miso bổ sung men tiêu hóa vân vân để cho nó tạo dựng được một cái hệ men sinh vật tốt trong đường ruột thì chúng ta phải cần thời gian để nó tăng cái số lượng lên. Cho nên là đầu tiên là để cho chúng ta có khả năng có cái giai đoạn chuyển đổi từ mặn sang chay một cách dễ dàng thì chúng ta hãy lưu ý bốn cái điều sau. Điều số nhất là số 1 là đừng giết các vi khuẩn có lợi. Có nghĩa là nếu chúng ta ăn một số món ăn mà nó làm hại cho cái hệ miễn sinh vật trong ruột chúng ta thì rất là tệ. Thì những cái vi khuẩn có lợi nếu các bạn ăn quá nhiều đường nó sẽ giết các vi khuẩn có lợi ở trong đường ruột chúng ta. À, nó sẽ đường nó là môi trường để phát triển các vi khuẩn có hại và nó không có tốt cho những cái vấn người vì vấn đề đường ruột nên chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận trong việc dùng đường đừng nuôi dưỡng những vi khuẩn có hại vi khuẩn có hại nó rất phù hợp với các loại liên quan đến sữa và đường nếu các bạn uống quá nhiều sữa và đường thì nó sẽ làm các vi khuẩn có hại nó phát triển mạnh hơn nên, nên chúng ta cũng phải loại bỏ đường như vậy Điều thứ ba là hãy nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi từ các thực phẩm lên men hoặc là súp miso hoặc là tempeh hoặc là nước tương tamari là những cái loại có men tiêu hóa nằm ở bên trong nó. Cho nên chúng ta hãy nuôi dưỡng nó bằng cách là ăn thêm nhiều thực phẩm đó thì chúng ta sẽ nạp thêm được cái vi khuẩn có lợi. Và chúng ta nuôi dưỡng nó bằng cách là chúng ta không ăn những thực phẩm tính chế, không ăn những thực phẩm có công nghiệp và những cái chất độc hại để nó gây làm 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 cái đường ruột chúng ta nó kém ví dụ các bạn đã đường ăn những thực phẩm độc hại và đi tiêu chảy hả một đợt thì chắc chắn là bị các cái khuẩn lời khuẩn ở trong ruột của các bạn là sẽ biến mất lúc đó các bạn phải gây dựng lại bằng cách là ăn súp miso mỗi buổi sáng này rồi nấu các món hoặc là ăn các đồ mùi chua thêm vào thì cái điều này nó sẽ bổ sung được cái số lượng vi khuẩn có lợi cần thiết cho bạn và thứ tư hãy ăn những thực phẩm có chứa vi khuẩn có lợi thì đó giống như Dâu vừa nói là súp miso là các đồ mùi chua như là kim chi sauerkraut là bắp cải uh, uh, salad bắp cải nén uh, rồi chúng ta ăn thêm các đồ có lên men giống như uh, giống như là củ cải muối tua can củ cải muối cám củ cải muối nước tương tamari nói chung khá nhiều các uh, kỹ thuật làm các món đồ muối chua mà thật là tốt cho sức khỏe thì các bạn có thể tham khảo thêm ở những cái trường hợp sau Như vậy thì trong ngày hôm nay Chúng ta đã đi qua hết toàn bộ Những cái phần liên quan đến uh, Vấn đề là uh, Chúng ta đã đi qua hết Các vấn đề liên quan đến sinh khả dụng Làm nào để cái thực phẩm nó được hấp thua Cơ thể nó tốt hơn uh, Thì bây giờ đến phần hỏi đáp Về các câu hỏi các bạn có thể Bật mic lên để cùng nhau trao đổi Cũng như các bạn có thể uh, Ghi ra ở phần chat video sẽ bật mic cho mọi người đó thì mọi người có thể bật mic lên để nói rồi à, bạn ảnh hỏi là cô ơi ủ muối trong bao lâu và có bà bỏ hạt khi say không thì ủ muối các bạn sẽ ủ trong vâng em hỏi cô đấy đi ừ. cô ạ à. à, ủ muối thì các bạn sẽ ủ muối và sau đó các bạn mang đi phơi nắng thì cái phơi nắng nó sẽ tầm khoảng độ 3 đến 5 tiếng ở ngoài trời nắng thì như vậy là được. Bỏ hạt khi xay không á, thực ra là khi xay bỏ hạt cũng được. Bởi vì thực ra cái hạt cà chua cũng không hấp thu được đâu, nó cũng không ăn được, nó không nó cũng bị thải loại. Nó loại bỏ hạt thì